Sao muốn cái gì? Dạ, dạ, vẽ cho tròn cho nó thôi. Vẽ anh tròn không? Dạ. Ok rồi, vẽ anh tròn cho mày đi. Mẹ nó một điều rồi. Vẽ cái gì vậy? Cao nhất là 40 đúng không? 40 đóng nhầm gì, chớp mắt bữa giờ qua Mỹ hơn 40 năm rồi. Cho nên chớp mắt đó là mình đi về, cho nên cầm cuốn kinh của Thượng Đế là lưu truyền cho tất cả dòng họ đời này và đời sau. Không chỉ cần sinh thì chú là sinh sống thì mình đã. Mà chết thì nhẹ nhàng, đừng có đau, đừng có đau. Cái đó, là, cái đó không có bảo đảm. Cái đó là cái hồi xưa ngày Xá Lợi Phất với ngày Mục Kiền Liên á đã có thần thông đi du hành khắp thế giới. Đi từ thành tinh này qua thành tinh kia, có một lần ngày Mục Kiền Liên đáp lên cái chén cơm của cái thằng nhóc ở thành tinh kia đang ăn á, mà ngày á giống như là con ruồi. Cái thằng nhóc ở thành tinh kia nó ủa sao có một con vi trùng gì mà nhỏ quá, mà trong khi mà ngày mang thân người là cỡ tướng cỡ này vậy đó, bự vậy đó, người trái đất của mình mà, vậy mà qua bên kia á đậu lên chén cơm mà nhỏ như vậy. Rồi gặp cái thằng nhóc có 5 tuổi ở ngoài kia, nó nói sao mà con vi trùng đâu bay tới, mà trong khi ngày Mục Kiền Liên có thần thông. Ý mình nói chỗ này là ngài cũng bị mấy người ta quýnh dùi xuống cái hầm cầu phân chết ấy, nghiệp mà. Cho nên đừng có khấn, muốn gì lại sám hối.